Ăn thêm đi con. Dạ con chào ba. À, ủa, gặp bữa ăn cơm anh luôn vô đi con. Dạ thưa bác. Ờ à, mời con ngồi. Mời con ngồi. À, qua đây đi con. Ngồi đi con. Dạ. Vũ ơi. Dạ. À, lấy thêm chén đũa đi. Đây cô. Dạ Vũ. Ủa anh, anh ngồi đi. Ngồi đi con, ngồi ăn cơm. Dạ. Ngồi xuống đây. Mới cơm đi con. Dạ. Sao anh hai lại đến đây vào lúc này chứ? Mình đã cảnh cáo nó rồi mà nó vẫn không nghe. Bỏ mặt mày anh để chạy theo cô ta. Dạ nước nè ông chủ. Nhân dịp này mình để anh Hào làm quen dần với gia đình luôn. Đủ gì hả ông chủ ha? Ờ, dạ. Ăn đông vậy mới vui. Dạ. Nè anh ăn cơm đi. Mình ăn cơm xong rồi mình đi đến Mầm Xanh luôn nha. Ờ. Con mời ba ăn cơm. Ừ được rồi. Tự nhiên đi mấy đứa. Nè anh. Sao con? Xin lỗi cả nhà, con vào trong rửa tay cái. Ờ. Anh bị gì vậy? Có cần em đi cùng với anh không? Ờ, không sao đâu. Anh vô rồi ra liền mà. Ờ. Chắc nay mình không được thoải mái. Vì có anh Hào là người lạ. Vì mỗi hôm chỉ có bác với Nguyễn Lan. À, bác bác sợ ý quá. À, đáng lý ra thì bác phải nói trước để tụi con không phải bỡ ngỡ như vậy. Con đây còn cảm thấy không thoải mái nữa là. Nè chị. Nè hôm nay nhà có khách. Sao hai đứa kỳ vậy? Anh ăn đi. Ăn cơm đi. Lan và Minh, tụi con đã chọn ngày đính hôn chưa? Dạ chưa ba. Chắc là tụi con sẽ chọn tổ chức vào những ngày cuối tuần cho nó tiện. Dạ thưa bác. Dạ con xin phép bác là con về trước. Tại con chợt nhớ con có việc chưa làm. Ủa? Ủa? Vậy nếu mà có việc thì tôi không ép. Dạ, con xin phép bác. Thưa bác con về. Anh Hào, kệ đi ba, ba ăn cơm đi. Ăn đi con. Anh hai à, mày ấn đi. Mày làm cái gì vậy Minh? Mày tính tới chuyện đính hôn rồi sao? Nếu không có buổi gặp mặt hôm nay, tao có chết cũng không ngờ mày khốn nạn đến như vậy đó. Em xin lỗi anh. Anh Hai à, anh hãy vì em mà giúp đỡ em lần này đi. Em đã đi tới bước này rồi, em không thể nào mất tất cả được anh Hai à. Phải khổ sở lắm em mới vươn lên tới được như ngày hôm nay anh Hai à. Nếu tao vì mày như vậy là tao trở thành một kẻ bất nhân bất nghĩa sao? Đồng tiền đã làm cho mày bất trí rồi Minh à. Mày đã quên hết lời trăn trối của ba rồi hay sao vậy? Em nhớ hết tất cả. Nhưng em không thể nào làm được anh Hai ơi. Em sợ cuộc sống nghèo hèn như trước đây. Em không thể trở lại cuộc sống như trước đây đâu. Cuộc sống trước đây của tao với mày tuy nghèo nhưng mà nó không hèn. Chỉ tới bây giờ, chỉ vì mày ham mê cuộc sống giàu sang, mày bất chấp tất cả, mày mới là thằng hèn. Đúng, em là thằng hèn. Anh đánh em đi, anh chửi em đi. Nhưng em xin anh, đừng có bắt em quay đầu lại nữa. Em không làm được đâu anh Hai à. Tao không có muốn nói nhiều với mày nữa. Mày phải trở về chăm sóc cho mẹ anh đi. Tới khi nào cô ấy không còn nữa, mày muốn làm cái gì đó thì mày làm. Nhớ cho kỹ đó.